Xin chào cả nhà, có anh em đi theo cha thăm câu cả nhà ơi. Đây cần đầu tiên mà không thấy con gì hết. Giờ đang móc mồi lại. Em qua cần tiếp theo có mình quay cho cả nhà xem nhé. Tới cả nhà ơi, cần này có một con cả nhà ơi. Cái chơi vàng. Vô vô vô. Đang lội. Giờ cha mình sẽ xúc lên. Một con đầu tiên. Giờ móc mồi lại. Giờ đi tiếp cả nhà ơi. Mấy cả nhà ơi. Có hình như cần này có rồi cả nhà ơi. Có một con kìa. Đi này xuống này. Chơi vàng. Mới đầu mùa mưa cá nhỏ nhỏ này. Cá bự. Hai em cả nhà. Đang móc mồi rồi. Rồi đi tiếp nha. Đó con cần không có gì cho mình móc mồi lên. Để cần tiếp theo có mình quay mọi người xem nhé. Cần này còn mồi luôn cả nhà. Cần này con gì nó ăn văng mồi lên trên cây luôn. Lọc. Chiều mình chấm nó. Giờ biết chứ cần tiếp theo nhé. Cần này có một con này cả nhà. Có con cá chê vàng này. Đang chạy kìa. Vô. Lấy cái đầu cần này, cần nó cần cũ nó bị mục. Ba em mà cả nhà ơi. Đi tiếp. Móc lên đi, móc lên mai lên đi. Cần nó cần cũ. Hết mồi cả nhà ơi. Giờ cha mình sẽ móc mồi lại. Móc mồi xong rồi. Đi tiếp này. Cần này cũng có một con cá chê cả nhà. Cha mình xuống bắt lên. Con này trơn nó không đi xuống không được. Cha mình đi bên đó. Chạy quá trời chạy. Móc mồi lên. Này như không có gì. Không có. Chú móc mồi lên. Chạy quán trà sớt.
chi tiết đây. Đây con cần bị sức uống trà mồi, con mồi đi tiếp này. Cần này cũng có luôn cả nhà, cắm ngoài khơi quá. Cha mình cắm là chỗ khác à, chiều cắm không đi cắm mên à, không biết thế, cắm trên đồng nước à. Chiều đi cắm có 30 cần à. Cắm khơi quá cũng không có luôn. Cha mất mồi lại. Đó là gì thăm câu, không có mưa nữa. Không biết trước mưa. Nãy nghe ếch nó kêu giờ không nghe nữa đâu. Mưa mưa rớt xuống ếch nó kêu dữ lắm. Cắm lại. Cần cắm nước chảy cũng không có luôn. Giờ mất mồi lại cả nha. Cần này có cả nhà ơi. Chưa vàng. Chạy dữ rồi. Vô vô vô. 5 em à. Giờ mất mồi lại. Tối nay có mưa mai đi thăm cũng sướng sướng á. Cần nó mình cắm giữa suối luôn. Không có gì hết, giờ mất mồi lại mai cũng em. Cần này cắm giữa suối cũng không có, dở quá. Rồi cha cắm lại đi. Cắm dấu cần gì? Nãy mới nghe cá lóc nó táp cái ẩm này. Cha mình cắm lại trong này. Cần này nghe, đi từ xa nghe nó quậy ẩm ẩm à. Con còn cá chê kìa. Cái vàng không à? Mồi luôn. Con này không có cả nhà. Giờ mất mồi lại thôi. Mất mồi gần xong rồi. Chuẩn bị đi thôi.
Mai chỗ đó là lụm em à. Cần có nhà, chạy giữ cả nhà. Cần mới á. Mắc lòng rồi. Ủa, chưa biết gồng. Trơn quá. Xuống được không? Chỗ này có bệnh hút sâu. Đêm nó khó lấy nét không được trong. Tiếp ở nhà đó còn cần nước chảy quá, không câu mấy cái chỗ nước chảy chảy này không có. Chiều mình đi ơn không biết đường cấm à. Đây cũng có một cần, cần nó cũng không có luôn, ngay chỗ đèn mình rồi. Cần này cũng có luôn cả nhà ơi. Chưa, như còn 6-7 cần gì nữa. Cần này cũng hết màu luôn. Mệt quá. Con này chiều không thấy đường, chà quá trời. Chà cây nó. Thằng nó cũng có, mệt mỏi rồi. Gần hết rồi. Cần này chiều cấm cạn tưởng không có, ai ngờ được một em này. Mồi chạy tới đó luôn. Chiều cấm cạn cạn tôi không có ấy. Đầu mưa này cấm cạn à, ngon hơn à. Đi, giờ đi tiếp thôi. Còn 2 cần nữa hết. Có nè, một em vắng dưới đó rồi. Vậy vậy tối nay không có mưa ngon nữa. Suối này mình mới cầm đầu mưa, mới cầm con lần. Nãy mới nghe ếch nó kêu đâu trên này.
còn cần nó hết rồi. Cái cần cuối này có làm được em nào không biết. Ui cần cuối cùng mày to hơn cả nhà ơi. Không có luôn. Nước đứng hay sao. Giờ mình đi về cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mới vừa đi qua xong quay, giờ quay lại coi. Mới vừa móc mồi xong lại có con nữa cả nhà ơi. Cần này nãy không có nữa. Giờ được con nữa rồi. Trơn nha. Cần nó đi qua không có, bây giờ đi lại được một em. Cái bao này. Mồi còn nguyên luôn, chưa kịp ăn nữa. Dầm về. Về tới nhà cả nhà ơi. Quả tối nay đây. Này, chắc cũng được tầm chục con đó. Thôi giờ mình đi tắm cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những clip sau nha. Xin chào cả nhà, tạm biệt cả nhà.